Happy Life July xin chào các bạn. Hôm nay là lễ Thanksgiving ở bên Hoa Kỳ. Vì cái dịch bệnh COVID-19 thường thường nhà nào thì lo cho nhà đó chứ không có đi tụ họp như là mấy cái năm về trước. Mấy năm về trước thì thường thường gia đình mà có người đi làm xa người ta sẽ cố gắng bay về để sum họp với gia đình trong cái ngày Thanksgiving này. Cái lễ này có thể nói là rất là lớn ở ở Mỹ. Cho nên là mọi người thường hay náo nức tới cái ngày này. Rồi sau cái ngày này thì những cái ngày lễ tiếp tục như là Christmas hay là New Year rồi lại là Lunar Year, cho nên là cứ lễ tiếp tục, hãy nhớ là sau Thanksgiving là đa số là đang mong chờ được nghỉ ngơi thư giãn. Bữa nay thì là lễ ở bên này cho nên là ngày 26 tháng 11 mình cũng làm ở nhà một chút, không phải một chút, cũng đầy đủ để mà cho các cháu vui với gia đình trong cái ngày này. Các cháu có một cháu đi học ở xa cũng về ở nhà để mà tham dự cái ngày này. Thật sự mà nói thì COVID-19 nó làm cho nhiều người mất đi những cái hoạt động bình thường, nhưng mà mình cũng cố gắng at the best để mà cho gia đình cũng có cái không khí lễ. Mặc dù mình làm mình bỏ công bỏ sức nhưng mà mình thấy cho các cháu nhớ là bên cạnh nó lúc nào cũng có gia đình. Những cái food này á, thì đa số là mình mua, rồi còn những thứ mà mình làm được thì mình làm. Có hai thứ mà mình bỏ nhiều thời gian đó là cái con gà turkey này nhỏ thôi, không có lớn nhưng mà cũng make time, mình cũng phải làm chuẩn bị trước 2 ngày, ướp này kia kia nọ theo khẩu vị của người người Việt. Chứ nếu của người Mỹ thì làm đơn giản lắm, chỉ cần butter với lại nướng lên là xong. Nhưng đối với mình thì mình muốn trong một chút gia vị cho nên mình phải ướp trước 2 ngày rồi mình nướng lên. Mình mới nướng là sáng thì bây giờ nó xong rồi. Rồi mình thích hoa củ ở trong cái bụng của con gà, hoặc là nướng chung một lúc với con gà để có cái rau cho mình có ngán. Thứ nhất, thứ hai là đồ đồ nướng thì nó vẫn thơm hơn. Rồi năm nay mình có làm thêm một cái con gà nhỏ nữa, tại vì mình mới học cái cách làm gà xì dầu sả. Thì các bạn thấy ở dưới á, là mình làm bằng sả không à, còn ở trên thì mình để măng tây nướng, cũng là một cách mình ăn ở trong nhà hàng của mấy nhà hàng Ấn Độ. Thì mình thấy đồ rau cải nó hay nướng lắm, cà nó cũng nướng rồi măng tây nó cũng nướng, mà thật sự ăn cái vị nó thơm. Cho nên mình thử năm nay mình roast thử cái asparagus là cái măng tây thì mình thấy rất là ngon, nó thơm, cho nên mình sẽ duy trì về sau. Thì đây là con gà mình nướng, mình chiên trước, chiên sơ sơ rồi bắt đầu mình để cái sốt bằng nước tương với đường với cái loại thyme của Mỹ á, là cái loại rau giống đại khái như là ngò cần tây vậy đó, mà nó sấy khô rồi mình để vô. Rồi mình mix với lại muối biển, một chút xíu muối biển, rồi xì dầu với đường. Mà mình thấy cái màu sắc nó rất là đẹp, các bạn thấy cái màu nó đẹp ghê chưa? Mà hình như nó cũng ăn cũng ok lắm. Thì mình làm thử năm nay. Kế bên cái con gà tây thì con gà tây mình nướng vừa xong cho nên mình mang lên đây. Cánh bị cháy cho nên mình che lại, nhưng mà nhìn chung thì cũng ok các bạn thấy ha. Nguyên con gà bự mình nướng mấy tiếng á thì nó đã ok rồi đây. Rồi bắt đầu mình đem mấy cái rau củ để mình bỏ lên trên, mình che mấy cái chỗ bị khét. Đó là món turkey ha. Rồi món con gà của mình làm kiểu miền Nam, kiểu 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 Việt Nam, gà xì dầu. Còn một thứ nữa là cái này là chả cá fish cake, mình không có làm mà mình mua. Cái này của Thái Lan làm rất là ngon thì mình mua, tại vì nó có cái loại sauce đặc biệt của Thái Lan nè, cho nên mình mua kèm ăn cho nó đỡ ngán. Rồi xong ha, bây giờ tới cái bánh mì. Thì cái bánh mì thường thường đủ loại bánh mì hết, nhưng mà mình thích cái loại rô nhỏ nhỏ này để mà ăn vừa vừa miệng. Mình ăn một lấy một miếng nhỏ mình ăn là được rồi. Rồi kế bên đó là cái cracker, mình muốn loại nào cũng được, mình chọn ở đây 3 loại khác nhau để mà mình ăn kèm, ai muốn ăn cái gì cho nó đổi khẩu vị. Ăn chung với lại smoky ham. Smoky ham là cái loại mà thường thường Thanksgiving nó hay bán ở trong mấy cái chợ Mỹ, thì mình thấy cái này là dễ dàng mà ăn ngon, ăn để được lâu, mà mình không có phải làm gì hết, tại vì thịt người ta đã smoke sẵn rồi, chín sẵn rồi, mình đem về mình chỉ trưng bày thôi à. Mình có chỗ nó slice cho mình sẵn nhỏ nhỏ như miếng miếng vậy. Còn cái này là mình tự sắc, nó bán một cái cục bự vậy đó, cái mình về mình sắc mỏng mỏng ra rồi bắt đầu mình decorate đó. Thì mình thấy cái này là dễ nhất, mà hễ mà trong cái bàn tiệc mà mình thấy có cái dĩa này là mình thấy 50% mình đã thắng rồi, tức là chỉ cần ăn phụ với mấy thứ khác là được rồi.
Cái đó là trái cây, mình thấy trái cây nó cũng tươi mà đủ màu sắc cho nên mình mua có strawberry, raspberry, the green grapes. Thì coi như mình mix tất cả trái cây lại với nhau, cũng là ăn cho đỡ ngán. Cái đó là smoky ham. Là cái món này mình cũng mới làm năm nay nhưng mà thấy cũng ngon, ăn thử thấy ngon. Tức là mua mấy cái loại potato mà nhỏ xíu à. Nó kêu là bowl potato, golden potato, mình mua nhỏ xíu thôi. Rồi mình cắt đôi, vậy mình bỏ một chút muối biển, một chút dầu, olive, rồi một cái chút cái lá, nãy mình nói lá thyme của Mỹ đó, lá thyme đó nó giống như lá ngò cần vậy đó mà Thanksgiving mình hay bỏ vô cho nó có mùi vị của riêng của nó, đặc trưng của nó. Rồi mình roast lên chừng 10 phút thì nó ra như vậy nè. Mà mình ăn thử rồi ngon lắm các bạn. Cho nên là mấy năm sau chắc sẽ duy trì cái món này. Cái này là corn. Thì thường thường mấy cháu ở bên đây nó thích ăn cái loại này với steak hoặc là ăn với cái mít gì đó, nhưng mà đã khá cái khôn mình làm á, thì mình mua cái hộp cũng ở trong Sam Club, rồi giờ mình mở ra mình rửa sạch, sau đó mình cũng bỏ cái thyme, cái loại cái lá đó nữa, để chút mình lấy cho các bạn coi. Thì basically mình bỏ cái đó vô với một chút butter rồi một chút tiêu, mình xào lên thì nó ra cái loại bắp như vậy. Rồi cái kế đó là cái món mà tụi nhỏ nó cũng thích, đó là mashed potato. Thì mình chịu khó làm công một chút, mình phải hấp cái khoai tây cho thiệt là mềm, rồi mình một là mình bỏ vô máy xay, hai là mình đánh bằng tay. Thì hồi tối con trai của mình nó giúp mình đánh cái này ra. Thật sự mà nói mỗi một cái nó có cái khác nhau. Ví dụ mà bạn để vô máy xay, sau khi mình nấu chín mình xay thì nó nhuyễn đều hết, nhưng mà mình ăn nó rất là boring. Nhưng nếu mình làm bằng tay thì sometimes nó có những cái hột lớn lớn mình chưa có mash hết, như các bạn thấy nó không có mịn lắm. Tuy nhiên nếu mà mình ăn đụng mấy cái miếng hơi lớn đó, thì mình feel được cái vị của cái potato. Thì mình nghĩ cái đó cũng là một cái cách ăn nó làm cho mình khác, không có boring lắm. Kế bên cái mashed potato thì các bạn thấy cái chén nước đậm đậm này là cái gravy. Cái này thì tùy lắm các bạn ơi. Sau khi mình nướng cái con gà nó ra, trong con gà cái chừng bao nhiêu ký đó, thì 1/4 là nước nó ra rồi đó. Thì trong cái nước đó mình đã có ướp gia vị sẵn, là giống như mấy cái loại gia vị bình thường, giống như nước tương, đường, dầu ô liu với lại cái thyme của Mỹ đó. Thì mình ướp tất cả những vô con gà rồi. Bây giờ nó ra cái chút, thì cái chút là cái này rất là ngon, nó đậm đà mà nó ngon lắm các bạn. Thì bây giờ mình chỉ việc mình bôi, mình nấu sôi cái này lên, mình cho một chút bột để cho nó sánh sánh lại, xong rồi mình chan lên cái potato này ăn rất là ngon. Hồi nãy mình thử rồi, cái nước này nó rất là ngon các bạn. Rồi kế bên đó mình thích black olive, nó không có đặc biệt vậy đó, nhưng mà mình ăn nó nhẹ nhẹ, nó đại khái là ăn kèm với đồ ăn thịt rồi này kia thì nó đỡ ngán, nó có vị hơi một chút xíu béo béo chứ nó không có gì hết, nó nhạt lắm. Thì có nhiều người không thích nhưng mình thích, tại vì mình ăn bình thường như vậy, mình lâu lâu mình ăn một cái olive, black olive này thì mình thấy nó ngon. Một cái dĩa rau bình thường mình luộc thôi, là cái măng tây với lại cái baby carrot, mình để cho ai muốn ăn giống như đỡ ngán vậy thì ăn thêm cái đó. Rồi cái sau cùng mình nghĩ cái này là cái mà ăn dessert, sau khi mình ăn no bụng rồi thì cái món này là cái món ăn cho nó ngọt miệng. Thì cái này là cái một trong những cái loại bánh mà Thanksgiving người ta hay làm. Có một thứ nữa nó là pumpkin pie hoặc là apple pie, còn cái này nó là pecan pie, nó để cái hạt nuts ở trên á. Thì mình ăn, khi mình ăn cái bánh thì mình thấy nó béo. Rồi đồng thời thì mình cũng có cái dĩa trái cây, tại mình thích trưng trái cây, có một cái trái khóm cho nó hơi cao cao lên. Rồi bắt đầu những cái trái khác xanh đỏ vàng gì mình cứ mix vô cho nó đẹp. Ở đây có một cái quả, ở trên là cái quả mãng cầu dai các bạn, của cái sân trước nhà mình. Nhưng mà cái mãng cầu này nó không có dai lắm đâu, nhưng mà nó ngọt lắm. Là một cái loại mãng cầu lai của Mexico, tức là lai của Mỹ, cho nên là nó không có dai nhưng mà nó ngọt. Mình chỉ có một cái trái nhỏ xíu vậy thôi, cái trái bự thì nó không có đẹp. Rồi mấy cái quả cam, cam sành là của gia đình ở phía sau nhà mình, cái ổi thì của bên bà chị cho qua. Rồi trái xoài. Đại khái là cái dĩa trái cây nó cũng làm cho cái bàn tiệc nó feel, mình thấy nó dễ coi hơn. Cho nên mình thường hay thích bỏ cái dĩa trái cây vô trong cái bàn ăn là như vậy.
Rồi, giới thiệu với các bạn cho cái ngày lễ Thanksgiving trong cái giai đoạn Covid-19 thì nhà ai nấy ở. Chứ thay vì như vậy thì mình mời anh chị em đồ lợi ăn chung thì nó mới vui. Nhưng mà trong cái lúc này thì nên ai cũng cẩn thận hết, cho nên không có mời. Nhưng mà chắc cũng sẽ có một hai người tới.